Thôn Tân Long, xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi là một cùng nhỏ nằm lọt thỏm giữa sông Trà Khúc. Từ năm 2005, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung di dời những hộ dân sống ở đây để đảm bảo an toàn khi mùa mưa lũ về. Thế nhưng đã 9 năm trôi qua, vẫn còn 38 hộ với hơn 200 nhân khẩu vẫn còn cư ngụ tại đây với nhiều mối đe dọa về tính mạng. Mấy ngày nay, chiếc cầu tre nối ốc đảo này với bên kia trung tâm thành phố đã được dỡ bỏ khi nước sông Trà Khúc đang lên cao. Việc di dời của người dân chủ yếu bằng xuồng, xuồng cũng đảm bảo vận chuyển cả xe máy xe đạp qua sông. Thuộc diện di dời nhưng chưa biết khi nào được đi, những hộ dân ở đây không dám sửa nhà nên đành chấp nhận sống trong những căn nhà mục nát. Cũng vì lấn cấn chuyện di dời nên thanh niên trong xóm đã bỏ đi làm ăn xa, thành ra xóm chỉ còn chủ yếu là người già và trẻ em. Trong khi các cơ quan liên quan còn chưa tìm được phương án di dời, thì 38 hộ dân ở xóm cùng này đành phải tiếp tục cuộc sống thấp thỏm bên sông Trà Khúc, vốn hiền hòa, thơ mộng, nhưng khi lũ về lại giữ tợn hung hăng.